Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của The Arts Workshop Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình là Thương, giáo viên của The Arts Workshop và hôm nay mình sẽ giới thiệu 5 nguồn uy tín giúp bạn nâng cao kỹ năng nghe. Đầu tiên mình có Mini IELTS, thì đây là một nguồn luyện tổng hợp giúp nâng cao kỹ năng nghe và đọc. Thì ở đây có những cái bài nghe IELTS hoặc những bài nghe với câu hỏi được thiết kế na ná IELTS. Vô đây luyện thì không lo thiếu bài nghe nha. Thì điều mình rất thích ở Mini IELTS là khi sửa bài, bạn sẽ có phần transcript với phần đáp án được tô vàng và bạn có thể bấm vô đáp án để nghe lại những câu mình bỏ lỡ. Thì ngoài ra thì trang web còn hoàn toàn miễn phí, bạn có thể dùng không giới hạn và cũng không cần đăng nhập. Nguồn thứ hai đó là SpeechLang. Rồi, nếu như bạn muốn luyện nghe chép chính tả thì đây là một cái trang web dành cho bạn. Rồi, bạn có thể chọn trình độ ha. Sau đó thì mình sẽ nghe một câu. Và nếu như mình nghe thấy nhanh quá thì mình có thể chỉnh tốc độ lại cho nó nói chậm lại. Và sau đó thì mình sẽ gõ câu mình vừa mới nghe được. Thì trang web sẽ kiểm tra xem là mình đã nghe chính xác các từ chưa. Rồi, và các bạn hãy ghi chú lại những cái từ mình hay sai và bỏ lỡ để cải thiện hơn lần sau nha. Nguồn thứ ba là eJoy. Ok, nghe tên thì vui ha. Rồi, với những cái bài nghe IELTS suốt thì mình cũng muốn đổi gió ha. Thì do đó là mình nghĩ rằng nếu như mà bạn đang rơi vào cái cảnh mà bật bài nghe IELTS lên là thấy ôi chán quá, ám ảnh quá, thì mình nghĩ là chúng ta có thể tạm dừng một chút ha. Thì mình hãy làm mới cái đam mê với tiếng Anh với những cái video thú vị, và eJoy là nơi có những video như thế. Rồi, thì bạn có thể chọn các video phù hợp với trình độ của mình, từ sơ cấp đến nâng cao. Thì ở mỗi video thì đều có những cái phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt, danh sách các từ vựng và các bài tập nha, và kể cả trò chơi nữa để kiểm tra coi cái độ nghe hiểu của bạn tới đâu. Rồi, trang này thì sẽ phù hợp với các bạn muốn yêu thương thêm tiếng Anh và thích cái cách học kết hợp với lại chơi. Nguồn thứ tư mình muốn giới thiệu đó là Lyrics Training. Rồi, nếu bạn muốn kiểu luyện nghe rõ từng từ luôn và đồng thời cũng nghe nhạc nữa ha, thì việc luyện nghe theo lời nhạc ở trang Lyrics Training là một cái lựa chọn tốt. Rồi, thì bạn có thể lựa chọn các cái bài hát mình yêu thích. Rồi, và khi cái video chạy á, nhiệm vụ của bạn là điền từ vào lỗ trống. Và nếu lỡ không nghe thấy thì mình cũng không sao hết ha. Thì bạn có thể nghe lại cái đoạn video đó cho đến khi nghe thấy cái từ mình cần điền. Rồi, thì cách nghe này thì sẽ bớt chán hơn, bởi vì bạn có thể kiểu đua đua theo điệu nhạc và hoàn toàn có thể hát karaoke theo luôn. Một lưu ý ở đây là nếu bạn có ý định học từ vựng từ lời bài hát thì mình hãy để ý coi là cái từ này á hay dùng trong văn nói hay là văn viết nha. Và nguồn cuối cùng đó là 6-Minute English. Ok, rồi nghe từ cái tên là cũng đoán được sơ sơ nội dung rồi hen. Thì đây, ở trang web này á, là mình sẽ có những cái podcast. Rồi, và nó các podcast ở đây thì chỉ khoảng 6 phút và được sản xuất bởi BBC, đài phát thanh và truyền hình nổi tiếng của nước Anh. Thì người nói thì thường nói chậm hơn so với tốc độ bình thường, nên mình cũng không cần quá lo lắng ha về cái khoảng tốc độ nói. Rồi, thì khi bắt đầu ha, điều đầu tiên thì vẫn luôn là bạn hãy chọn cái trình độ phù hợp với mình. Ở mỗi cái bài nghe thì mình đều có cái danh sách từ vựng, câu hỏi và transcript để bạn theo dõi trong trường hợp là mình lỡ bỏ sót cái từ gì đó ha. Thì các bạn hãy thử nghe nha, nghe trước khi mình đọc nha, bởi nếu mà mình chỉ có đọc không thì nó thành luyện kỹ năng đọc mất tiêu rồi. Rồi, thì đó là những cái nguồn mình thấy khá là tốt để giúp mình cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh. Rồi, nếu như các bạn muốn có thêm nhiều nội dung hay và thú vị nữa thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của The Arts Workshop nha. Thank you and bye bye.